tục quay cho các bạn xem xe của Gara Đằng Sơn nha. Chuẩn bị chở lúa, chở cho mì. Đi lên à. Mới ráp cái ván này nha mọi người. Mọc 28 để chờ củi xanh nha mọi người nha. Ok, đợt trước mình quay cho các bạn xem mà toàn chờ củi không à. Đấy, đệ tử của Bin này. Đấy, giờ anh em chuẩn bị xếp. Đấy, các bạn coi xe của Gara Đằng Sơn rất chất lượng luôn. Đấy, nhìn đã mặt luôn. Đây, có đề đầy đủ luôn. Đề điện. Chuẩn bị xếp ở trong kia nha mọi người. Đấy, chưa đây. Cái mùa này ở Gia Lai thì đang thu hoạch cây mì nha mọi người nhé. Suốt ngày đi làm mì nha mọi người. Đấy, hôm nay quay cho các bạn xem xe của Gara Đằng Sơn chở mì. Xe 2,5 m nhưng mà chở hơn 4 tấn. Đấy, xem chưa đây này. Xe của Gara Đằng Sơn làm cũng khá là chắc chắn luôn. Đấy,